Hello, thầy xin chào tất cả các em học sinh yêu quý. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một cái hệ phương trình khá là hay các em nhé. Rồi, giải hệ phương trình nào. X cộng y thừa số cho 1 cộng 1 phần x y bằng 4. X bình cộng y bình thừa số cho 1 cộng 1 phần x bình y bình bằng 4. Chúng ta sẽ cùng phân tích và tìm hiểu lời giải của cái hệ phương trình này các em nhé. Thì đây là một phương trình có vẻ là đối xứng các em ạ. Vậy là đối xứng. Tuy nhiên trước khi chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể hơn thì các cái vế trái của cái phương của hệ này đều là tích thì chúng ta sẽ biến đổi một chút. Đối với cái dạng hệ phương trình mà các vế bên trái này là tích thì chúng ta thường là chúng ta sẽ phải nhân ra. Các em lưu ý điều này, chúng ta nên nhân ra. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện phá bỏ cái dấu ngoặc này, nhân đa thức thôi. X nhân 1 là x cộng với x nhân với 1 phần x y, x rút gọn cho x cộng với 1 phần y. Rồi y cộng y nhân 1 là y cộng với y nhân 1 phần x y chính là 1 phần x bằng 4. Tương tự như vậy, x bình cộng với x bình nhân với 1 phần x bình y bình 1 phần y bình cộng với y bình cộng 1 phần x bình phương bằng 4. Thì đến đây nó xuất hiện một cái dạng là khá là quen thuộc. Đấy. Chúng ta tìm hiểu mối liên hệ giữa x cộng 1 trên x và x bình cộng 1 trên x bình. Thì cái mối liên hệ nó khá là đơn giản thôi, nên rất là quen thuộc. Đấy, chúng ta có thể nhóm lại một đưa về dạng quen thuộc. Đó là x cộng 1 phần x cộng y cộng 1 phần y bằng 4. Rồi, ok. Cái này là x bình cộng 1 phần x bình cộng y bình phương cộng 1 phần y bình phương cũng bằng 4. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cái quan hệ x cộng 1 phần x và x bình cộng 1 phần x bình. Cái này chúng ta sẽ nói, thầy nào nói thêm nữa chúng ta không phải trình bày nhé. Chúng ta có này, A cộng 1 phần A tất cả bình phương thì cái này sẽ bằng A bình cộng 2 lần tích, tức là cộng 2A nhân 1 phần A cộng với 1 phần A bình phương. Đấy, thì cái này là bằng A bình cộng 2 cộng với 1 phần A bình phương. Đấy, như vậy là A bình cộng 1 phần A bình thì bằng A cộng 1 phần A tất cả bình trừ 2. Đấy, chúng ta sẽ suy ra được là A bình cộng 1 phần A bình bằng A cộng 1 phần A tất cả bình phương trừ đi 2. Đấy. Cái này có thể áp dụng cho x và y. Do đó là từ cái phương trình 1 và phương trình 2 này, cái này đặt là 1. Cái này đặt là 2. Đấy. Chúng ta sẽ đặt ẩn phụ. Bạn đặt là x cộng 1 phần x bằng u. Rồi y cộng 1 phần y bằng v. Đấy, từ đây ta sẽ suy ra được là áp dụng cái công thức trên x bình cộng 1 phần x bình sẽ bằng x cộng 1 phần x tất cả bình phương trừ đi 2. Tức là cái này sẽ bằng u bình phương trừ 2. Đấy. Tương tự như vậy là y bình phương cộng 1 phần y bình phương bằng v bình trừ đi 2. Do đó ta có cái hệ là gì đây? Ta sẽ có cái hệ mới chúng ta này, u cộng v bằng 4 và x bình cộng 1 trên x bình là bằng u bình trừ 2 cộng v bình trừ 2 cũng bằng 4. Biến đổi tương đương ta được là u cộng v bằng 4 và u bình cộng v bình chúng ta chuyển âm 2 sang đây bằng 8. Rồi như vậy là vấn đề tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ giải ra u và v. U và v. Thì từ phương trình 1 này, từ phương trình ở trên ấy, ta có thể suy ra được là u bằng 8 trừ v. Sorry, thầy xin lỗi, 4 trừ v. Thì thay trong phương trình dưới chúng ta thế vào phương trình thứ hai này. Tức là 4 trừ v tất cả bình phương cộng v bình phương bằng 8. Tương đương. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giải cái phương trình dưới này thôi.
lần tức này 16 này trừ 8v này cộng v bình phương cộng v bình phương bằng 8. Rồi viết lại phương trình u bằng 4 trừ đi v. Ok, bây giờ giải phương trình thứ hai này thôi. Nào, v bình cộng v bình là 2v bình phương trừ 8v, 16 trừ 8 cộng 8 bằng 0. U bằng 4 trừ v. Tương đương với cái phương trình thứ hai này là các hệ số đều chẵn, chúng ta có thể chia đi thôi. Chia cho 2 đi cho nó đơn giản. V bình trừ 4v cộng 4 bằng 0. Rồi, chúng ta xuất hiện ngay đây là hàm lượng thức rồi. Khá là đẹp rồi. Rồi, tương đương với v trừ 2 tất cả bình phương bằng 0. U bằng 4 trừ v. Và dễ dàng ta sẽ tính ra được là v bằng 2 và u bằng 2. Vậy sau khi tính ra u và v rồi thì chúng ta sẽ suy ra, thay lại thôi. X cộng 1 trên x bằng u, tức là x cộng 1 trên x bằng 2. Và y cộng 1 trên y cũng bằng 2. Ok chưa? Vi đồng khử mẫu ta sẽ được là x bình phương cộng 1 bằng 2x và y bình phương cộng 1 bằng 2y. Đấy. Đến đây chúng ta được các phương trình bậc 2 khá là đơn giản. Chuyển vế ta sẽ được là x bình phương trừ 2x, x bình phương trừ đi 2x cộng 1 bằng 0, y bình phương trừ 2y cộng 1 bằng 0. Rồi, ok. X trừ 1 tất cả bình phương bằng 0, y trừ 1 tất cả bình phương bằng x bằng 1, y bằng 1. Và đối với phương trình và hệ phương trình thì chúng ta phải xem nó thỏa mãn điều kiện hay không. Thì chúng ta sẽ xem xét lại. À, ở trên này chúng ta thiếu cái điều kiện xác định này. Các bạn phải nên xác định ở này, điều kiện xác định là x, y phải khác không. Đấy. Điều kiện xác định x, y khác không. Như vậy cái này là thỏa mãn điều kiện à? Thỏa mãn điều kiện xác định. Đấy. Như vậy hệ phương trình này có nghiệm x, y sẽ bằng 1, 1. Như vậy là trong video thầy giáo đã gửi tới các bạn một cái hệ phương trình cũng khá là hay. Cái này sẽ dành cho các bạn học sinh lớp 8 và lớp 9 ôn thi học sinh giỏi nhé. Và kể cả sau này các bạn lên cấp 3 ôn thi đại học, chúng ta cũng vẫn có thể ôn tập lại để xem video và theo dõi những lời giải nhé. Để ủng thầy để các bạn ủng hộ thầy thì thầy giáo xin các bạn một like, một share và một đăng ký kênh để các bạn có thể theo dõi được các video tiếp theo. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.